Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ có bác mẫu xe đạp đua Java Shiruzo, một dòng xe đạp khung nhôm được sử dụng một group chuyển động cực kỳ là cao cấp, là bộ Shimano 105. Và dòng Java là một dòng xe rất quen thuộc với các bác chơi xe đạp, dòng xe đến từ thương hiệu của Ý. Và một cái bộ cấu hình rất là khủng, trong cái tầm giá em đang bán chỉ có là 11.800.000. Các bác được một chiếc xe đạp khung nhôm này, thiết kế đời mới, dây âm sườn, bộ chuyển động là 105, full 105 giờ 5.800, 11 nip 2 đĩa, vành bánh 700c, vành của Bontrager. Một option rất là ngon, trong cái tầm giá thì có là 11.800.000. Thương hiệu Java, rất quen thuộc với các bác chơi xe rồi, thương hiệu của Ý đây, có Ý này. Dây thì được chạy toàn bộ hết âm sườn. Bộ được chạy âm sườn, củ phanh là phanh 3 mảnh Shimano Tiagra. Củ phanh này cũng rất là ngon. Do là xe bãi và đã qua quá trình sử dụng nên là nó xuất hiện là những cái vết xước. Vết xước không thể tránh khỏi, cũng như là khung khiếc là không còn mới đẹp, không còn được đẹp nữa. Nhưng mà đổi lại thì các bác có được một chiếc xe đạp cấu hình rất là cao. Và sơn si thì không gọi là xỉn lắm, mà nó vẫn còn tông màu, màu lên vẫn còn tương đối là đẹp. Sử dụng full bộ group chuyển động Shimano 105, vừa đè nó đạt chuyển số đề trước đề sau, và lip, bộ lip cũng là lip 105, vành bánh là Bontrager, vành mây con chơi gư. Mây này cũng là mây theo cặp vành các bác nhé, mây không bi côn, nhưng mà mây này rất là xịn, rất là ngon. Yên zin trên phần ghi đông thì được trang bị bộ ghi đông dẻo, ghi đông bắn dẻo, và tay lắc, đôi tay lắc là full 105 luôn. Cấu hình rất là cao. Nó sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Full 105, bộ chuyển động rất là cao cấp của dòng Shimano, nên sử dụng còn rất là mượt. Nhảy rất là mượt, chuyển số thì giá bán của chiếc xe đang bán với em mức giá là 11.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả ấn nút chuông để nhận những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.